Ok, Hello Cup Pro này, hôm nay khách sẽ review về các con pony mà khách đã đạt giải 3 ở trong cuộc thi lồng đèn làm pony. Đây là cái lồng đèn của khách, nó bự quá thôi. Nếu các bạn nào chưa coi cái video về lồng đèn thì các bạn hãy vô kênh của khách để coi ha. Và khách cũng không biết là trong này nó sẽ nhìn như thế nào, nhưng khách có sẵn 6 em, 12 em pony ở đây. Và cách nghĩ là nó cũng khá là giống mấy em đó, nên mình cùng mở ra ha. Ok, và đây thực sự là anh Sky, anh đã tặng hàng hàng phát ke ấy cho Cat. Ok, oh my gosh, Rarity màu màu xanh. Ở đây là con Rarity gốc và đây là Rarity phát. Ok, em cũng khá là, oh my gosh. Em buộc luôn có cái oh my gosh, cũng khá là cảm ơn anh vì món quà, nhưng mà anh mua hàng phát hành mình chạy nè nè, mình mở ra nha. Bon is as you, this looks so terrifying. Oopsie. Hello, oh my gosh, you guys. Oh my gosh. Ok, mình sẽ đi từng con một. Đây là Twilly Sparkle. Đây là Twilly gốc. Ok, về phần mắt thì sơn khá là xấu. Về phần màu thì nó cũng khá là xấu và sai màu. Và về phần cutie mark thì nó cũng khá là xấu. Thực sự nó rất là xấu các bạn ạ. Nhìn cái màu nó sơn rất là tệ luôn. Các bạn nhìn đi, cực kỳ tệ luôn. Terrifying. Goodbye Twilight. Đẹp. Ok, thứ hai là Sweetie Belle. Mình cũng không biết đây là Sweetie Belle hay là Bon Bon. Đây là Sweetie Belle gốc của chúng ta. Một cái là phát, một cái là Ryu. Và nhìn đây giống y chang như Bon Bon luôn. Oh my gosh. Ok, mình sẽ gọi bạn là Bon Bon, không phải là Sweet Bell. Để mình là Sweet Bell. Goodbye Bon Bon. Yeah, Apple Jack. Oh my gosh. Look how funny is her face. Oh my này là Apple Jack của chúng ta. Nhìn cái này giống như màu vàng. Không, thật ra thì cái bản này nhìn sơn cái mắt của nó khá là đẹp, còn hơn cái bên này. Looks so weird. This Applejack look cute. Nhưng cái màu của Applejack này không giống, và cái nhựa nó là nhựa rất là dẻo. Ừ. Như Squishy Pony con này nhựa khá là cứng. Goodbye fake Applejack. Đến Pinkie Pie. Đây là Pinkie của chúng ta đây. Ok, Pinky có mắt khá là sai. Dạ, tóc của Pinky màu đỏ. Holy shit guys, look at that. Holy shit. It's just so fake. Pinky Pie của chúng ta đây. Dạ, Pinky của chúng ta ở đây thì nhìn cái mắt nó khá là xấu, xấu hơn con Pinky này luôn. Oh my gosh. Oh my goshness. Pinkie Pie. Oh my gosh, you look so creepy. You do look so creepy. Đây là Skooaloo. Nhìn cũng khá là được đó, nhưng màu khá là sai. Và mắt anh bị lệch rồi. Skooaloo. You're not me. The Fluttershy. Oh my gosh, Fluttershy look really cute. Đây là real Fluttershy. Đây là giống màu vàng chanh hơn là màu vàng. Và tóc Fluttershy đậm hơn và mắt nó bị lệch. À không, mắt hai con đều bị lệch. Không, con này lệch hơn con này. Ừ. Hi, cutie mark. Và phần cutie mark cũng tạm tạm. Goodbye, fat Fluttershy. Và fat Princess Celestia. Oh my gosh. Squishy. Just like a squishy. Celestia của chúng ta đâu rồi? No. Và đây là Celestia của chúng ta.
Màu ở đây đậm hơn, lúc nào cũng là đậm hơn, nhưng mà về phần nhựa thì cũng khá, không đến nỗi tệ đâu. Không, phần nhựa cái này tệ hơn và nó sơn khá là xong. You are not me, Pop. Map. Spike. Okay, this is a creepy spike. Really creepy spike. Và đây là spike gốc của chúng ta. Nhìn cũng không khác gì nhau đâu. Cũng xấu y chang nhau à. Nhưng màu này đậm hơn này, giống màu tía ha. Rainbow Dash. Oh my gosh. Cutie. Thật sự là rất là buồn cười với cái cutie mark. It's a real Rainbow Dash. And look at our cutie mark. Okay, it's so sad. You're not me. Oopsie. Okay, Princess Kittens. Đây là hàng real. Còn đây là hàng fake. Oh my gosh. Màu rất đậm. Màu đậm hơn rất là nhiều. Vâng, màu rất đậm. Và nhìn cũng khá là tệ hại. Và cutie mark nhìn xấu lắm mấy bạn ừ. Cực kỳ xấu luôn cả. Xin lỗi vì camera nó hơi mờ. Ok, nó rất là xấu. Rarity, oh my gosh. Rarity. Màu xanh lá cây. Ở đâu? Này xanh ngọc. Ừ, xanh ngọc. This book look ugly. Đây cutie mark nó đậm quá. Hay các bạn có thể nhìn thấy cutie mark nó khá là đậm. Dạ, coi cái đuôi kìa, ta sơn lỗi rồi. Và nó màu xanh. You're not fabulous like me. Cuối cùng là Apple Bloom. Nè. Hay nha. Và đây Apple Bloom. Apple Bloom này màu vàng. Vàng này vàng chanh. Như y chang vàng của nhìn cái đầu tụi nó. Cái đầu của con Apple Bloom bị rớt ra. Mình thay thử xem có bắt Apple Bloom head broke. Head broken. Ok, giờ cái mặt nó nhìn creep hơn mặt Apple Bloom này. Apple Bloom này dễ thương. Đúng thiệt là áp lực luôn mà nhìn nó khá là gầy và cái nơ nó sơn màu khác. Ok, và đó là cái đống phát của chúng ta có thể gọi là pha ke. Nếu các bạn thích gọi thì gọi gọi mấy con pony thì khác sẽ để repaint. Ok, repaint tại vì nó cũng khá nhìn khá là xấu mà nên repaint thì cho đẹp. Ok, hello, bye bye các bạn, video này là hết. Các bạn like và subscribe và đừng quên coi cái video lồng đèn của Khát nha.